Lô hàng lần này á, mình giao dịch với lại đối tác nào vậy anh? Người Campuchia. Nhưng mà tại sao mình lại chọn địa điểm ở đây vậy? Bởi vì khu vực này an toàn. Là đại đang cho mày không? Lạnh quá. Sao lạnh dữ vậy? Hai biết đâu. Tự nhiên nay lạnh dữ vậy? Ra. Bình thường trời 30-40 độ nóng thấy bà luôn, hôm nay tự nhiên đổ lạnh quá. Không, tao biết lạnh tao đem theo áo ấm nè, sao mày hôm nay theo áo? Nhà tao có mền không làm gì có áo ấm. Vậy hả? Vậy đó, tao chở mày về nhà lấy mền nha. Mày không hả? Chở tao về nhà để tao lạnh nữa hả? Mà đi cầm cái mền đi ra đường, người ta nói khùng đó. Mày đi lẹ lẹ đi, cũng chừng trễ giờ đó. Mày yên tâm đi, đây tới đó còn có mấy cây số à, sao trễ được. Thôi nếu mày lạnh quá lấy áo tao mặc nè. Thôi mày thôi tránh lắm. Hiểu mày. Mày thử thử coi. Ra, chắc nãy quên tắm gấp quá chạy luôn. Tao chịu đựng tưởng nãy giờ. Thôi ráng chịu đựng xíu đi, gần tới rồi. Để đi. Dừng xe. Tắt đèn đi. Bật đèn, chạy tiếp đi. Sao tự nhiên đang đi anh lại kêu xe chạy chậm lại, tắt đèn rồi lại mở đèn chạy tiếp? Đèn đôi, nhá hai cái, có nghĩa là an toàn, sẵn sàng giao dịch. Thì ra là vậy. Chẳng là an toàn, lẽ là có vấn đề đó. Để đầu nghe đi, chuẩn bị đi. Tao trước. Nhanh lên, nhanh lên. Cậu có ai không? Đâu, đâu, đâu. Lấy khẩu trang vô. Gì vậy? Lấy khẩu trang vô cho tao đừng có thấy mặt. Mày cũng chuyên nghiệp nè. Rồi đâu, đâu, đầu người đâu? Xịt đi. Mày điên hả? Mày đưa cái tên xịt mũi gì vậy? Xịt cho nó đừng có mũi côn trùng nó cắn. Hồi mày quay mày còn phải ái mái. Hiểu không nào nữa? Thôi đừng có xịt nhiều ngợp mà thôi. Vậy thôi. Tao cũng được, cũng chuyên nghiệp. Đưa đồ nghề đây, đồ nghề đây. Cái gì vậy? Bánh để ăn. Mày ngu quá, đói hay sao mà lấy gì mày ăn? Hiểu không? Rồi, được rồi, đưa cái quan trọng đây, nhanh lên. Đợi lâu xíu. Nhanh lên. Cái gì nữa đây? Mày ngu quá, mày ăn mày phải uống nước chứ. Cũng được, mày nói cũng có lý. Mày có đem theo cây dao không? Đem theo dao chi? Đúng rồi, nó đúng cái cây nha. Tao chém mày chứ đúng cái cây gì? Mày không hả? Mày mới rảnh á. Tao kêu mày đem cái máy camera đâu? Tự nhiên mày đem cái gì tào lao không à? Máy camera đâu? Trong túi mày đó. Trong túi tao là gì? Cái điện thoại đó. Rồi camera đâu? Thì cái camera nằm trên cái điện thoại chứ đâu? Nằm chút xíu đó. Mày kêu tao lấy cái điện thoại quay hả? Chứ mày quay bằng cái gì? Chứ lẽ bây giờ vô rừng mày cầm cái máy mày chạy gì tao bắt thì sao? Cầm nhỏ nhỏ mày quay thôi. Hiểu không? Cũng có lý. Chuẩn bị quay đi. Hey, có người tới, có người tới. Phải. Buồn ngủ quá giờ rồi. Buồn giờ thấy không em? Chị gái, tao buồn ngủ hả? Ngủ đi. Dùm tôi. Nghe 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 nghe. Ủa, sao kỳ vậy? Ủa cái... Vậy là sao? Cái giao dịch của mày đâu? Thì tin mật có nói là giao dịch trong rừng cao su. Nguyên cái rừng cao su kiếm ở đâu? Thì kiếm đại chứ biết kiếm đâu. Mày kiếm một mình đi, tao đi về. Hé, từ từ bình tĩnh, thôi đi kiếm chỗ khác đi. Đi. Nguyên cái rừng rộng biết bao nhiêu chục hết tao, tự nhiên mày đi tìm. Thì nó rộng cũng phải đi tìm. Tao đem bánh theo là đúng vậy đó. Thì mày hành tao cả đêm. Vậy là mày đúng tao sai, đi tiếp đi. Đi đâu? Đi đại hướng này đi. Chào ông Khanh. Chào Tàu Sáng.
nhanh gọn lẹ, đỡ mất thời gian. Hợp tác vui vẻ. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ nghe anh nhắc tới những cái món hàng giống như là mình vừa giao dịch đó. Bây giờ thì em đã biết rồi đó. Chả có món hàng nào mang nhiều lợi nhuận như món hàng của mình vừa giao dịch. Đúng chưa? Sao gì kỳ vậy? Trời ông nội, nó chụp chứ vừa gây ghê vậy. Chứ mình đi thú môn chụp banh vậy. Tao mà lấy trái dưa trong này ra được, tao chọi vô mặt mày luôn á. Mày làm kiểu kỳ vậy? Thì lâu lâu coi người ta, ta chợ nổi, ta buôn bán sao cũng được. Thảo lao quá. Biết sao giờ? Không phải là tao tiếc công mà tao ngại khó gì hết á, nhưng mà tao chỉ tiếc là không có thu thập được chứng cứ gì hết. Ủa, mà mày lấy số điện thoại kiểu gì vậy? Thì trong số máy của Lan nó ghi tàu sáng, tao thấy thì tao lấy. Được rồi, chỉ có hai khả năng. Một là số đó giả. Hai là mày nhớ nhầm số. Tao thấy cái giả thiết thứ hai là chính xác nhất á. Từ đó giờ nó không có làm được cái gì, nó chỉ phá không à. Bây giờ nè, nhiệm vụ cuối cùng và quan trọng nhất tao giao cho mày, mày không được thất bại nữa. Nhớ chưa? Tin vào tao đi. Chắc ăn. À đúng rồi, tao quen với mày từ lúc đi học tới giờ, lúc nào tao cũng tin mày á, mà mày không có làm được cái gì hết á. Để rồi coi. À để tao coi mày sao. Tao nói mày để rồi coi. À để rồi coi. Yên tâm đi, để rồi coi. Để rồi coi. Tao mệt tụi bay quá. Làm đi đừng có nói nữa. Làm là làm gì? Đi kiếm số ông nội. À, mày đi đi. Đi hả? Đi làm cái gì? Trời ơi. Nó kêu đi đi đi. Thằng gì? Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, tất cả sẽ phải xa lưới pháp luật. Con đừng bắt thầy phải giải thích, bởi vì thầy đang nợ người khác một lời hứa. Con chỉ cần biết rằng nếu con dừng và đừng hành động trong lúc này là con đang giúp Lan gần đến chiến thắng bản thân. Con xin nói thật với thầy, con còn yêu Lan nhiều lắm. Một ngày mà Lan còn ở trong động quỷ của Tàu Sáng là ngày đó con không thể nào mà ăn ngon ngủ yên được thầy ơi. Thầy biết. Nhưng nếu con càng điều tra Tàu Sáng á, thì con càng gặp nhiều nguy hiểm. Đồng thời, con sẽ làm mọi chuyện rối tung lên. Thầy ơi, thầy có thương con không thầy? Con là đứa học trò mà thầy thương yêu nhất. Vậy thì hà cớ gì thầy không nói cho con biết mọi chuyện hả thầy? Thầy ơi, con xin thầy, thầy hãy nói cho con biết hết mọi chuyện đi thầy. Nếu như sau khi thầy nói xong, con thấy những chuyện thầy nói là hợp lý, con xin nghe theo lời thầy mà. Hmm?
Em tới khi nào vậy? Em cũng vừa mới đến thôi. Rót rượu cho chị Lan đi. Dạ. Lâu lắm rồi chúng ta chưa có dịp ngồi chung uống ly rượu. Em mời chị. Nào, chúc mừng cho Nga có chuyến đi thật thành công. Em cảm ơn anh. Chị có chuyện muốn nói riêng với anh Tàu Sáng. Em có thể ra ngoài được không? Ok. Sao? Có chuyện gì em nói thử coi. Em có một đề xuất. Em muốn anh cho phép em đi giao dịch các mặt hàng mà giống như bữa trước chúng ta đã làm á. Em có hứng thú với chuyện này à? Thứ nhất á, là em muốn thử sức của mình. Hai là em muốn đỡ đần công việc cho anh. Mai mốt á, anh chỉ cần chỉ đạo cho em thôi. Anh không cần á, phải mắc công xuất hiện làm gì. Ok. Nhưng mà em nên nhớ, có anh đi, đối tác có phần kiêng dè hơn một chút. Nể nang đó, biết chưa? Dạ. Xem như là ông đã lọt rõ. Những thước phim này là bằng chứng không thể chối cãi. Ông không có đường thoát đâu Tào Sáng à. Thế em thấy thằng Thành Trung nó đang chơi anh đó. Vậy à? Em có một thắc mắc. Tại sao anh không xử nó luôn? Nó chỉ là thằng tép riêu. Anh mà lên tiếng là coi như đời nó xong. Nói như mà như vậy á, cuộc đời còn có gì thú vị nữa chứ. Tao muốn chơi với nó một ván. Em chỉ sợ là suốt ngày nhọc lòng về thằng tép riêu đó thôi. Giết nó chết đơn giản quá mà. Không có gì là khó cả. Nhưng thực sự từ lâu lắm rồi, anh chưa có một đối thủ nào ngang tầm giống như nó vậy. Thật ra nó nhỏ tuổi, nó đơn độc, nhưng nó lại rất là tài trí hơn người. Cho nên anh rất thú vị khi đấu với nó một ván cho tới cùng. Biết chưa? Có phải em muốn tự mình đối đầu với Tàu Sáng không? Sao anh lại nói như vậy? Ê, bà đừng có nói với tôi á là bà thân gái đoạn trường một mình đi đối phó với Tàu Sáng nha. Không có được đâu, nguy hiểm lắm đó. Hai người đang nói gì vậy? Em không có hiểu gì hết á. Trời. Từ giờ nói gì quá trời nói luôn mà nói bà không hiểu là sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi nói cho hai người biết, bây giờ tôi chỉ yêu có một mình anh Tào Sáng à. Nên hai người làm ơn tránh xa tôi ra đi. Đừng có theo tôi tò nữa. Thôi bây giờ vậy đi. Lan á thì không yêu mày nữa đâu. Mày bỏ đi. Bỏ cái chuyện đó đi. Lan thay đổi rồi. Mày nói gì vậy? Em ơi, cho em xin tờ giấy với cây viết. Hai người á, đừng bao giờ nghĩ xấu cho anh Tào Sáng nữa nghe chưa. Nhưng mà anh còn yêu em,
Nhân nghiệp. Anh không muốn. Nhân nghiệp cái gì? Tao vậy rồi thay đổi rồi thôi đi. Nể tình hai người là bạn cũ đó, tôi sẽ nói với anh Tào Sáng tha chết cho hai người. Nhưng mà hai người á, lần sau mà còn tái phạm đi theo tôi như vậy nữa, tôi không có tha đâu á nha. Quan hệ của chúng ta coi như chấm dứt rồi. Tôi nói rồi đó. Thôi người ta thay đổi rồi, thôi mày bỏ đi mày ơi. Alo. Cậu đã hiểu ý Lan chưa? Ta cũng vừa mới hiểu đây. Mình cũng vậy. Liên lạc bằng số điện thoại khác. Ương còn cho người theo dõi cả tôi. Nghĩa là hắn ta đã bắt đầu nghi ngờ mình điều gì đó rồi. Lý do gì anh phải làm điều đó chứ? Em không biết, nhưng mà em có cảm giác là như vậy đó. Cảm giác em hơi quá rồi. Chắc em hiểu lầm á. Em lại đa nghi nữa, cho nên suy nghĩ diễn dông thôi. Em mà hiểu lầm hả? Ok, bây giờ vậy đi. Nếu thật sự em có cảm giác có người theo dõi em, để anh cho đám đàn em điều tra coi ai làm chuyện này. Và dứt khoát anh không để cho em không được vui, được chưa? Đó là điều mà em đang mong muốn. Ok. Cắt đuôi được rồi. Bây giờ tụi bay nghe anh chỉ đạo đây. Anh muốn thằng Thành Trung phải... Chính xác. Mấy đứa rất thông minh. Làm đi. Gì vậy? Lan gọi. Alo, anh nghe nè. Tào Sáng đã bắt đầu nghi ngờ em. Hắn đã cho người theo dõi em. Chúng ta nên tạm thời không gặp nhau nữa. Và chỉ liên lạc khi cần thiết thôi. Em nhắc lại một lần nữa. Anh và Dũng không nên có bất cứ một hành động nào hết. Anh hiểu. Nhưng mà anh không muốn em manh động. Tất cả mọi chuyện cứ để anh với anh Dũng lo liệu được mà. Anh không phải là người trong cuộc. Anh không hiểu rõ hắn ta bằng em đâu. Thôi được rồi. Anh hứa với em, anh sẽ không tham gia vào vụ này nữa. Nói gì em? Không có gì đâu. Alo. Gì hả? Chùm chòm xác. Nói với tao xong rồi cũng vậy. Hãy nghe thôi. Hả? Mày,
Ok đó. Mày đi hả? Mày để cho người ta nghe. Phá hoài. Chuẩn bị hành động. Tình hình sao rồi? Cho giao dịch đi. Lần này mày chạy trời cũng không khổ nắng đâu con. Mày này chắc chắn không sai rồi. Thôi quay lại đi. Con ông biết rồi, tao đang giữ tay nè. Mày quay vô đây nè, nhìn cái gì? Đây nè, nhìn ra đây, quay ra đây mà nhìn bên kia tới mội mày nè. Cái gì? Đây có Lan. Phải Lan không? Lan. Ủa, sao? Sao Lan lại tới đây? Mày hỏi tao tao hỏi ai? Mà tới đây chi vậy trời? Kỳ vậy ta. Mình chỉ đóng kịch thôi mà. Nhưng rất là đạt á. Vậy thì đại ca còn chờ gì nữa mà không hành động? Tụi nó đã cất công tới đây, phải để cho tụi nó có kỷ niệm chứ. Ừ. Mày đừng có quan tâm Lan nữa. Thôi quay đi. Đi. Mày lo quay đi, tự nhiên mày vỗ vai tao chi vậy? Thì không có ai vỗ vai mày. Thì ai vỗ vai tao? Ai biết? Mày tào lao. Ha 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 ha!
Mày giỏi lắm, nhưng chưa chuyên nghiệp. Ông gài tụi tôi hả? Gài à? Tự mày đưa mày vào ngõ cụt á. Mày biết chưa? Tao đâu có muốn. Ông là đồ bị ổi, thứ bất chấp thủ đoạn. Dám đến chuyện hổng lão nhà tàu sáng vậy hả mày? Dũng! Dám tới... Thả nó ra! Dám tụi nó lại! Không cho tụi nó ăn uống cái gì hết! Như vậy thì bây giờ mình phải xử nó như thế nào đây? Hai thằng này cũng gan thiệt, dám đặt điện thoại để nghe lén tao. Nếu vậy thì mình... Nếu vậy thì đơn giản cho tụi nó quá. Mình phải diệt trừ hậu quả trước anh à. Bọn chúng mà thoát thì mình nguy lắm. Nếu như tụi nó thoát, mày sẽ vào thay thế cho tụi nó đó. Ông thả tụi tôi ra. Thả tụi tôi ra đi. Còn không á là ông coi chừng đó. Coi chừng hả? Ông mau thả chúng tôi ra đi. Nếu không thì đừng có hối hận. Được. Vậy thì mày cho tao biết lý do nào để tao thả tụi bay ra. Trước khi đi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu như chúng tôi không về thì ông sẽ không yên thân đâu. Đúng. Tao cho mày biết, tao không dễ gạt đâu nha. Nếu ông không tin, ông có thể giết tụi tôi. Giết tụi bay à? Làm sao có thể bây giờ giết tụi bay được, khi mục đích tao chưa hoàn thành. Còn giết tụi bay à? Dễ thôi mà. Mục đích gì? Từ từ mày sẽ biết thôi. Nửa tiếng tắm cho tụi nó một lần. Tôi không cần, tôi chỉ cần ông thả tôi ra thôi. Thả tôi ra. Chúng nó gài bẫy anh Trung và Dũng. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình đã nói rồi, đừng bao giờ đụng chạm tới Tào Sáng mà không chịu nghe. Trời, cái thằng này nó trốn chặt thiệt á. Tao đau quá. Mày kiếm cách nào mày mở chỗ rồi đi. Sao mở được? Mày phải suy nghĩ, mày phải động não chứ. Bây giờ tao hỏi mày, mày mở bằng cái tay hay mở bằng cái miệng hả? Mở cái tay chứ mở cái miệng gì? Thì sao mày nói hoài vậy? Nói rồi mới biết được ra sao. Gì? Trong thời gian mày nói là mày suy nghĩ cách để mày mở đi. Mày nói hoài cũng không có cách, mày cứ nói hoài. Nói mới có từ gì? Nó cũng cãi nữa. Giờ sao đây? Mày... Bây giờ về đi. Trong vòng 5 phút phải mở được một phần. Bây giờ mày mở cho tao trước nha. Mày mở tao trước đi. Sao mày mở cho tao? Ai giỏi giỏi hơn? Mày. Mày mở trói tao xong mà tụi nó có vô, tao cầm cự tụi nó để mày mở trói mày được. Hiểu không? À, mày thông minh nè. Rồi. Mở trói đi. Mày từ từ. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Mở ra. Nè, hôm nay em sao vậy? Thời tiết á, còn có lúc nắng lúc mưa. Tâm trạng em thất thường cũng là chuyện bình thường mà. Thường ngày á, em phóng phi tiêu rất tốt. Hôm nay hình như em có chuyện buồn gì đó. Tại vì em thấy anh phóng giỏi quá, nên
em khóc luôn rồi. Dạo này bạn trai cũ của em á, thằng Thành Trung, nó như thế nào rồi? Ông đã biết quá rõ, vậy mà ông còn cố tình hỏi làm gì? Không có gì đâu, em đừng có lo. Thật ra anh thấy thằng Thành Trung nó rất có tài đó. Bữa đó em cũng có đi cà phê với mấy người bạn, trong đó có Thành Trung. Em gây lộn một hồi luôn, và em còn nói rất là rõ ràng là mối quan hệ giữa em và anh ta đã kết thúc. Vậy à? Anh đoán không lầm, hình như thằng Thành Trung nó có ý định nói lại tình xưa với em đó. Nhưng em thì không thể. Hay nói đúng hơn á, là em còn cự tuyệt anh ta và tuyên bố rằng anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội nào đến với em nữa hết á. Thật vậy à? Tại vì đó chẳng qua là bạn bè lâu ngày không gặp, nên em mới cà phê và em cũng muốn nói rõ ràng với Thành Trung thôi. Ok, anh có nói gì đâu, em làm rất là tốt, anh rất hài lòng về em. Ê, lần này tới lượt mà vô tắm rồi đó. Ừ. Nhưng mà liệu làm vậy ông chủ ổng la không? Mày lo cái gì, kiểu gì thì cũng là tra tấn. Tao ghét hai cái thằng đó lâu rồi, tao còn muốn cho nó chết cho rồi, cho tao mày khỏi canh. À, thật ra thì anh thấy thằng Thành Trung nó là một người tốt, một người có tài. Anh nghĩ nó sẽ thành công sớm lắm. Và đặc biệt một điều, nó sẽ sống dài lắm đó. Bây giờ hả? Thì em đâu có quan tâm cuộc sống của hắn ta ra làm sao đâu chứ. Vậy à? Hỏi thiệt nha. Anh hỏi đi. Lỡ một ngày nào đó nó có chuyện gì không hay, em có buồn không? Em hả? Em còn muốn hả? Hắn ta chết sớm đi cho rồi, khỏi ai phiền hà em hết á. Vậy à? Ok, nếu như em nói như vậy, anh sẽ giúp cho em toàn nguyện. Ê, hai thằng mày làm cái trò gì vậy? Chúng tao đang muốn lửa. Tao vui. Đâu có gì đâu. Tao vui đâu vui. À, tụi tao đang chơi trò chơi. Giãn cơ cốt. Đây lượt mày đó. Tắm tụi nó đi. Ê, tao tắm rồi. Giãn cơ rồi đó mày. Giãn gân cốt. Mày giãn không? Mày giãn gân cốt đó mày. Tụi mày giãn không? Sao mày tắm đâu ngoài vậy? Tao không có mượn. Mày không có mượn. Nhưng tao thích được không? Mày biết tại sao tắm cho mày không? Mày nói nhiều quá. Nói nữa không? Thì bây giờ sao? Mày muốn tắm nữa không? Mày nghĩ là tao muốn không? Mày muốn chết. Tao khỏi đi. Hai đồ bay gan lắm. Định tẩu thoát hả? Nghĩ sao tẩu thoát? Tẩu gì tẩu thoát gì? Ừ. Mày thả tao ra đi. Tao năn nỉ tao quay đó. Thả hả mày? Cái tội nói nhiều. Tao nói gì ăn hết của cha mày hả? Hả mày? Của cha mày hả mày? Mày nói tiếng nữa tao cho nguyên cái xô vô mặt mày luôn nha mày. Sao? Tụi bay mát thôi đúng không? Khôn hồn tụi bay im cái miệng tụi bay lại nha. Ông chủ tao dặn á là 30 phút tắm tụi bay một lần. Vì cái miệng tao ghét cái miệng của mày. 10 phút vô tao tắm cho tụi một lần nha. Khôn hồn im miệng lại. Vậy mày. Nó có tính chửi nó rồi đó. Tao sợ nó tắm tao nữa. Biết gì tốt.
Mời anh. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên để hiểu nhau hơn. Nếu mai này á mà hợp nhau á thì chúng ta sẽ bàn tới công việc làm ăn. Tôi nghĩ cũng có thể đó chứ. Hiện tại bây giờ tôi đang kinh doanh ô tô, nhưng mà tôi vẫn muốn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nữa. Còn tôi á thì tôi lại sợ ông không muốn kinh doanh cái mặt hàng đồ gỗ cao cấp chứ. Tôi thì tôi lại nghĩ khác anh à. Tôi lại nghĩ là kinh doanh mặt hàng nào không quan trọng, cái quan trọng là kinh doanh có hiệu quả hay không thôi. Anh đúng là người am hiểu. Làm kinh doanh á, cái mục tiêu đầu tiên người ta muốn hướng tới đó là lợi nhuận. Nhưng bên cạnh đó cũng phải có thêm chất lượng và uy tín nữa. Nhưng theo tôi thì tôi lại nghĩ chất lượng và uy tín nó là hai điều để quyết định lợi nhuận của chúng ta. Anh nói cũng đúng, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng là cái đường lối kinh doanh như thế nào. Đường lối kinh doanh à, tôi hiểu ý anh rồi à. Mặt hàng đồ gỗ của anh á là hướng tới đối tượng những người giàu có, đúng không? Anh nói đúng lắm. Không chỉ riêng gì mặt hàng đồ gỗ, mà tất cả những lĩnh vực mà công ty chúng tôi đang đầu tư á, tất cả đều hướng về cái đối tượng khách hàng là thượng lưu, nhà giàu. Nói chuyện với anh rất là thích. Hy vọng là có một dịp nào đó chúng ta sẽ hợp tác làm ăn với nhau. Cái điều anh nói chắc là có đó. Vô. Vậy là Trung và Dũng đã trốn thoát. Khu phức hợp ở dưới tụi bay coi sao rồi. Vậy à? Thằng Tuấn Tàu coi vậy mà ngon. Ok, cứ vậy đi. Rồi tụi nó có tới phá đám nữa hay không? Vậy hả? Ừ. Có thằng Tuấn Tàu nó trấn ở dưới, tao cũng yên tâm. Cố gắng làm nghe chưa? Ừ, bye. Dạ em nghe anh. Sao tao gọi hoài cho tụi nó mà không được vậy? Em mới gọi cho tụi nó lúc chiều mà. Mày qua bên đó coi sao, rồi báo cho tao biết liền. Dạ em sẽ đi ngay. Mà nè. Dạ em nghe anh. Có người nào biết nơi giam giữ của tụi nó hay không? Dạ không có ai đâu anh. À mà trưa này chị Lan có gọi cho em, hỏi tụi nó giam ở đâu. Có chuyện đó nữa hả? Chị nói là anh nói, nhưng chị không nhớ nên hỏi lại. Chị nói là muốn dạy cho tụi nó một bài học. Ok, mày cái gì qua bên đó coi sao rồi báo cho tao biết nghe chưa? Dạ. Lan ơi là Lan, không cần hỏi thì ai cũng biết được. Em dành hết tình cảm cho nó mà. Nè, mấy đứa, thức dậy. Tụi nó đâu hết rồi, hả? Chị hai, tụi nó trốn thoát rồi chị. Tụi em cũng không ngờ. Bây giờ tới lượt tao tắm cho hai thằng mày. Mày, lấy nước cho tao. Chạy đi, nhanh lên. Chuyện là vậy đó chị. Mấy đứa liệu hồn đó, dám để cho tụi nó trốn thoát hả? Dạ. Yeah.
Dạ, alo em nghe ạ. À, em đang ở đâu vậy? Dạ, có chuyện gì không anh? Em chưa trả lời anh thì đừng đặt câu hỏi ngược lại với anh. Qua gặp anh gấp. Dạ. Dạ thưa anh, em mới tới. Có phải em giải cứu cho nó hay không? Nói. Nói đúng hơn á là em giải cứu cho đàn em của mình. Giải cứu đàn em mình hả? Em đừng có đóng kịch với anh nữa. Anh không tin luôn cả em. Anh rất muốn tin nhưng không thể được, em có biết chưa? Được. Nếu anh nói như vậy á thì em không còn gì để giải thích với anh nữa hết á. Đứng lại. Chưa giải quyết hết tất cả mọi chuyện, chưa rõ ràng, em không được đi đâu hết. Anh rất ghét một chuyện. Người con gái nào đã đến với anh mà lại còn dương vấn với người yêu cũ của nó. Em giải cứu cho nó đúng không? Đúng không? Nói. Anh xin lỗi em. Em không biết là đến khi nào anh mới thôi nghi kỵ em như vậy nữa. Chẳng qua là tụi nó báo anh trễ quá cho nên anh mới... Thôi được rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ xóa bỏ lòng nghi kỵ đối với em. Anh xin lỗi thiệt mà. Anh nói thiệt chứ. Bây giờ tất cả cuộc điện thoại của em sẽ bị Tào Sáng nghe lén. Bởi vậy anh cần phải lưu ý. Với lại có gì anh lưu lại cái số này và anh gọi cho em số này nha. Anh hiểu. Nhưng thay vì một mình em đơn độc thì bây giờ chúng ta hợp tác với nhau. Anh á cần phải lưu ý và cẩn thận. Em thừa hiểu là Tào Sáng thâm độc như thế nào mà. Anh hiểu rồi, nhưng mà liệu em... Em đã từng bị Tào Sáng nghi ngờ. Nhưng mà cũng may là em khỏa lấp được chuyện đó. Nên anh á, phải cẩn thận. Đợi khi nào mà hắn đã hoàn toàn tin tưởng em, thì thế nào hắn sẽ trả giá cho chuyện đó thôi. Anh nghĩ là chúng ta phải hợp tác với nhau và bàn lên kế hoạch với nhau. Em không muốn Tào Sáng nghi kỵ chúng ta. Em nghĩ là đàn em Tào Sáng cũng đang theo dõi anh và Dũng đó. Anh hiểu ý em nói chứ? Anh hiểu. Nếu có chuyện gì cấp bách đó, em sẽ tự gọi cho anh. Anh đừng có liên lạc với em nha. Vậy nha. Chúng thấy tình chuyện truy tìm tin tức của Tào Sáng càng ngày càng có rào cản nhiều hơn. Mới nghe Dũng nói là dạo này Trung hay bị mẹ la lắm đúng không? Sao? Nhắc gì tới tôi đó. Vô anh ngồi miếng của em. Ừ đúng rồi. Đang nói chuyện có liên quan tới mày nè. Ừ chuyện gì nói nghe coi. Cũng chủ đề cũ thôi. Chủ đề gì? Bớt nhiều chuyện giùm cái. Nhắc chuyện cũ hoài thì tao nghĩ là mình phải nói thật với người lớn. Chỉ nhắc đi nhắc lại hoài. Nhưng mà Dũng cũng lớn rồi chứ đâu phải con nít nữa đâu. Cái chuyện gì cần nói cho mình nói, chuyện gì không cần thì thôi. Chứ sao có chuyện gì cũng... Biết rồi, xin lỗi. Được mốt lựa lời nói, được chưa? Yến nghĩ bây giờ tụi mình còn phải cẩn thận. Tại vì mình lỡ vuốt câu hầm rồi. Rồi. Dạ dạ, nó đang làm việc. Dạ. Có lẽ nó làm tới tối nó mới về đại ca. Dạ dạ dạ. Em đang theo dõi. Dạ em biết rồi. Nhưng biết sao bác chấm vào lọc không? Dạ dạ, vào lọc.
Bác ơi bác. Bác ơi. Hả? À, ai đó? Dạ, con Hậu làm chung với Dũng. Hậu? Vậy bữa nay nó không có làm với con quải sao? Nó có đi làm nhưng mà nó bị cái gì? Nó bị cái gì? Con bình tĩnh đi. Con nói nó bị cái gì, nó làm sao? Nó vác đồ lên rồi nó bị té đập đầu, bây giờ nó bất tỉnh luôn rồi. Trời đất ơi, rồi bây giờ nó làm sao, nó ở đâu rồi? Bây con giờ mọi người đưa nó vô bệnh viện rồi. Trời ơi Dũng ơi, con tôi. Bác yên tâm, bây giờ theo con ra, con chở nó vô bệnh viện thăm nó nha. Trời ơi Dũng ơi, đừng bỏ má Dũng ơi. Con có bệnh hệ nào sao má sống nổi. Rất chờ con cắt. Rồi, bác lên xe đi. Nhiều lúc á, em cảm thấy buồn lắm. Thôi mà, chuyện đã qua rồi, em suy nghĩ làm gì? Tại vì em thấy anh á, hình như là không có tin tưởng em. Anh đã nói rồi, thì tại vì lúc đó anh cứ nghĩ em còn thương nó, em tìm mọi cách để cứu nó, cho nên anh mới... Em đến đó đó là để nói tụi nó xử hắn luôn, chứ thương yêu gì hắn. Tối ngày cứ đeo bám theo hoài, bực mình muốn chết rồi. Anh biết mà, thì cũng tại thằng Tiến nó gọi điện trễ quá, cho nên anh cứ nghĩ thôi mà bỏ qua đi. Chứ nếu không á, anh á lại nghi ngờ em, rồi xử phạt em giống như là những người phản bội anh, đúng không? Làm gì có. Em là một người phụ nữ đặc biệt nhất của anh mà. Anh à. Ừ? Em muốn á, sau này nếu như mà mỗi khi anh đi đâu hay là anh giao dịch bất cứ điều gì á, em muốn em ở bên cạnh anh. Thì từ trước tới giờ vẫn như vậy mà. Nhưng mà có nhiều lần anh giấu em. À, không phải là anh giấu em, chẳng qua là anh lo cho em thôi. Chứ không phải anh không tin em à. Thôi được rồi, được rồi. Bắt đầu từ đây, anh đi đâu, anh làm gì, cũng có em bên cạnh, được chưa? Như vậy mới là ông trùm của lòng em chứ. Con ơi là con, không biết bây giờ nó ở đâu. Mà con ơi, sao nó nằm ở bệnh viện nào mà con đi hả này vậy con? Dạ, con đi đường tắt cho nó nhanh, bác yên tâm nha. Vậy con đi đường tắt cho nó lẹ, chở bác đi tới với anh Dũng đi con. Rồi, bác yên tâm đi. Không biết nó có sao không nữa. Đây, đây, bác vô đây. Ủa, sao cậu nói dẫn tôi tới bệnh viện thăm thằng Dũng mà? Ở đây còn mát, còn sướng hơn là trong bệnh viện. À không, Dũng ơi, con đâu rồi Dũng? Dũng ơi, con tôi đâu? Con tôi đi vào, tôi kiếm con tôi. Thằng Dũng phải không? Dũng, con ở đây một tí xíu sẽ gặp thằng Dũng. Không, Dũng ơi, Dũng, mày đi kiếm. Đứng lại, mẹ. Tụi bay đâu? Dũng về lại cho tao. Dũng ơi. Ngồi yên. Dũng ơi. Tôi hiểu bà, ngồi yên. Dũng ơi, con tôi đâu rồi? Thả tôi ra, tôi đi kiếm con tôi. Bà ngồi yên. Dũng ơi. Được. Bán được không? Bán được. Dạ. À. Cho con 2 phần cháo với 1 phần thịt về cho má con ăn. À, bữa nay có dĩa thịt luôn phải không? Dạ, làm đặc biệt nha. Ờ. À.
Trời, gà ngon quá. Hồi còn cải mỡ. À, không hả cô? Ờ, biết con ngày nào giờ này cũng về cho nên con chuẩn bị sẵn đó. Nhiều tiền vậy cô? Phải là 60 ngàn. 60 ngàn. Rồi, cho con gửi 60 ngàn. Ừ. Mà công nhận hay ha. Cái quán cháo vịt này nè. Rồi xong rồi vừa hát với nhau xong rồi bán cháo vịt luôn. Là nó ngon đó. Thích thì qua bển hát vài bản mà cho biết chứ người ta. Thôi, không dám đâu. Hát xong rồi là má con nhịn đấu cả tháng luôn đó. Biết chuyện con là đi. Tốt đó, nghe không? Dạ, thôi bán đắt nha cô. Ờ, cô cảm ơn nha. Tội nghiệp thằng nhỏ. Con hiếu hết sức vậy. Trời ơi, sao tối không đóng cửa ta? Má ơi! Má ơi má! Má ơi má! Má ơi! Má ơi má! Má ơi! Trời, trời. Đâu vậy ta? Má ơi má! Má ơi! Ê Trung! Mày đứng đây, tao nói cái coi. Trời ơi, chết rồi. Mày làm gì? Sao giờ này chưa chịu thay đồ vô lớp nữa? Mày định mặt này vô trường hả? Tao đuổi mày bây giờ á. Không phải, tao nhà tao gặp chuyện rồi. Mẹ tao mất tích rồi. Hồi nào? Hồi tối, tao không biết nữa, tao đi về, tao không thấy mẹ tao đâu hết trơn á. Mà tao có cảm giác là mẹ tao bị cái gì đó. Tao lo lắm. Chắc không sao đâu mày, chắc là bác đi đâu đó về giờ chứ không sao mất tích được. Đó giờ mẹ tao có đi đâu đâu mà về, mẹ tao ở nhà không à, mà tự nhiên mất tích. Giờ anh định giải quyết chuyện đó như thế nào? Lật bàn nữa chơi với tụi nó luôn, chứ tính cái gì nữa. Anh cho em xin vụ này nha. Vậy? Alo. Chắc là mày đang đi kiếm mẹ mày phải không? Ông là ai? Ồ, quên tao rồi hả? Ông là Tào Sáng. Chính xác. Mày rất là thông minh. Nếu tôi đoán không lầm, mẹ tôi đang nằm trong tay ông đúng không? Mày biết được lý do tại sao tao làm vậy mà. Ông đúng là đồ khốn nạn. Khốn nạn thì không, thủ đoạn thì thừa đó. Bây giờ mẹ tôi đang ở đâu? Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết à? Mẹ tôi mà có bệnh hệ gì, tôi sẽ liều mạng này với ông. Tao dám chắc chắn với mồng đường, mày sẽ hối hận khi nói cái câu đó. Mẹ tôi đang ở đâu? Ở đâu? Sao Tào Sáng hả? Ừ, Tào Sáng bắt mẹ tao rồi. Trời ơi. Bây giờ mày lên xe vô trường đi, đi với tao. Thôi, mày để tao dẫn xe mày vô cho. Mày ăn mặc gì vô trường không có được đâu. Lẹ lẹ đi Trung. Lẹ nha. Ừ. Ừ, cái gì vậy trời. Mày chắc chắn mày còn nhớ đường không? Chắc chắn là tao nhớ, nhưng mà tao nghĩ Tào Sáng nó không có dạy gì mà nó nhốt má mày chỗ cũ đâu. Chứ bây giờ tao với mày biết đi đâu tìm bây giờ. Nhưng mà mày có nghĩ có khi nào Tào Sáng nó giăng bẫy nó dụ tao mày tới không? Tao cho dù tao biết cái đó là cái bẫy, tao cũng phải cứu má tao. Thôi được, tao cũng sẽ về mày.
Alo. Alo, Lan hả? Là Yến nè, Trung nói Yến lấy số này gọi cho Lan đó. Có chuyện gì vậy Yến? Lan ơi, mẹ Dũng bị bắt cóc rồi. Cái gì? Mẹ Dũng bị bắt hả? Là ai bắt chứ? Là Tào Sáng đó. Tào Sáng? Lan ơi, Lan có cách nào mà cứu được mẹ của Dũng không? Bây giờ hai người đó đi tìm rồi đó. Nhưng mà tìm ở đâu chứ? Yến không biết nữa, Yến lo quá à. Được rồi, Yến bình tĩnh đi. Ờ, ráng nha Lan. Yến yên tâm, Lan sẽ tìm đủ mọi cách để cứu mẹ Dũng ra. Tào Sáng, hắn bắt cóc mẹ Dũng để làm gì? Hắn định trả thù hay sao? Nhưng mà nếu trả thù, hắn đâu cần phải làm như vậy. Để ta đâu? Cô chồng nhé. Mẹ đâu á? Mày bình tĩnh rồi đi. Nó giam mẹ tao ở đâu? Rốt cuộc nó giam mẹ tao ở đâu? Nếu Tào Sáng còn biết được tao với mày đang rối trí và lọt vào bẫy của nó sẽ thích lắm đó. Tao không có biết. Mày có biết cảm giác của tao bây giờ hay không? Mày biết được không? Tao hiểu mà. Thôi, mình đi đi. Mày nhớ nhà Tào Sáng ở đâu không? Đó không phải là cách hay đâu. Cách hay hay không tao không cần biết. Đó là má của tao. Là má của tao. Mày là bạn tao thì theo tao đi. Đợi tao với. Đi lấy xe đi, nhanh lên. Mày nghe nó. Nè, tụi bay đưa mẹ của thằng Dũng vô khu nhà kho cho tao. Văn bảy, biết chưa? Tao sẽ liều mạng với nó. Mày bình tĩnh lại đi. Vấn đề là không phải là liều mạng. Phải tìm cách nào để cứu má mày ra kìa. Nếu mày sợ mày đi về đi. Mày nói gì kìa vậy Dũng? Không lẽ tao là cái loại người mà bỏ bạn bè trong lúc hoạn nạn hả? Đã chuyển chỗ giam giữ bà ta chưa? Em đã kêu tụi nó chuyển bà ta tới một nơi mà cho dù hai thằng đó có tài giỏi cỡ nào cũng không bao giờ tìm ra được. Tốt. Tao muốn bà phải sống dở chết dở. Còn hai thằng kia thì để tao coi tài cán nó tới đâu. Chạy nhanh đi. Dạ. Ê, Tào Sáng kìa. Ê, đuổi theo.
Chào ông Tính. Chào ông. Nói thật nha, ông luôn đúng giờ đó. Tôi luôn như vậy, và càng không muốn ai phải chờ đợi mình. Dạ, vậy thì hay quá. Nào, mời ông. Hợp tác vui vẻ. Sao, ông đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đương nhiên, tôi đã suy nghĩ rất là kỹ trước khi điện thoại cho ông. Tôi nghĩ là chúng ta cùng nhau hợp tác thật vui vẻ, phát triển đồ gỗ cao cấp này. Tham vọng của tôi rất là lớn. Tôi muốn chúng ta phải thống lĩnh toàn bộ cái thị trường đồ gỗ cao cấp trong nước. Ông nói rất là đúng ý tôi. Khi tôi làm bất cứ một việc gì, một là tôi phải đứng nhất, hai là càng độc nhất vô nhị thì càng tốt hơn. Nào mời ông. Hợp tác vui vẻ. Dạ, cảm ơn ông. Mẹ tôi đâu? Tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì thì phải. Làm sao tôi biết mẹ cậu ở đâu chứ? Ông đừng có nói láo. Chính ông là người hồi sáng đã gọi điện cho tôi, khiêu khích tôi. Tôi nghĩ là ông nên dừng lại những hành động đáng xấu hổ của mình đi. Tôi nghĩ hai cậu đã hiểu lầm rồi thì phải. Thôi bây giờ vậy đi. Nếu như tôi biết mẹ cậu ở đâu, tôi sẽ giúp cậu để tìm ra mẹ cậu, được chứ? Thật tình thì tôi không hiểu quý vị đang nói chuyện gì. Hai cậu ta hiểu lầm tôi thôi mà. Ông là đồ xảo bị. Tôi muốn ông thả mẹ tôi ra. Nè, Xin lỗi. Hẹn ông vào dịp sau. Ông Tính à. Chỉ là nè, mày vừa mới phá hỏng chuyện làm ăn của tao. Tôi không cần biết. Tôi muốn tìm mẹ tôi. Được. Mày muốn biết mẹ mày ở đâu chứ gì? Theo tao đi rồi mày sẽ biết. Đi. Đúng à. Tao nghĩ mình đừng có nên tin Tào Sáng. Tao phải cứu má tao. Mày không hiểu cảm giác của tao bây giờ đâu. Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mày cũng thừa biết con người của Tào Sáng làm sao mà. Mày có dám chắc là nó sẽ dẫn mày tới chỗ giam giữ và thả má mày về với mày không? Bằng mọi cách tao phải cứu má tao. Tao có linh cảm chuyện này không được bình thường. Nó giống như là một cái bẫy vậy đó. Điều đó là cái bẫy, tao cũng phải cứu má tao. Mày đừng có lải nhải nữa. Để đàn em của tao sẽ đưa hai thằng mày tới nơi cho mày gặp mẹ mày. Tôi hy vọng là ông sẽ không giở trò. Mày đừng có hy vọng vô ích. Tụi bay đâu? Đưa hai thằng nó đi đi. Tao không bao giờ ban hy vọng cho tụi mày, dù chỉ một lần. Mày thấy có gì lạ không? Tao nhớ nhà tiếng trước đâu có người đâu. Chúng ta bị gài bẫy rồi. Tao không cần biết. Tao cứu má tao. Dũng. Má tao đâu? Mày đang ở trong đó. Lấy gì để tin câu nói của mày là chắc chắn? Tụi bay đâu? Đưa bà ta ra đây. Má. Dũng. Tao liều mạng với mày. Dũng. Dũng. Dũng.
Dũng! Dũng! Mẹ tao mày! Má! Con mẹ tụi bay! Dám đạp đổ chén bầu ngư của tao hả? Chào anh, em mới đến. Ủa? Hình như là anh đang có chuyện gì hả? Thằng bồ cũ của em với thằng bạn của em đó. Bộ hai người đó làm chuyện gì hả? Làm chuyện gì à? Đúng là đồ phá hại không? Mấy người đó đúng là dở hơi hay phá đám mà. Tiến đâu? Dạ đại ca, bây giờ mình xử tụi nó sao đại ca? Tao muốn tụi nó sống không bằng chết. Nếu tụi nó chống cự lại, ra tay đi. Dạ. Lần này chắc chắn tụi nó không thể nào thoát được đâu. Vì sao anh lại bắt mẹ của Dũng? Một người mẹ tốt bụng nhưng lại vô tội. Đúng, đúng là bà ta vô tội. Nhưng con trai của bà ta có tội mà tội rất lớn kìa. Vậy anh định làm gì với họ? Làm gì hả? Đơn giản thôi. Khi những người thân của em bị tra tấn, bị đánh đập, em sẽ đau lắm. Anh nghĩ nỗi đau tinh thần mới là đáng sợ đó. Điều đó làm cho anh hả dạ sao? Chưa hả dạ đâu. Tụi nó phải chết, dám phá đám hả? Làm mất tao một phi vụ làm ăn. Anh phải cẩn thận đó, coi chừng người khác phát hiện. Em đừng có lo, nơi nào mà Tàu Sáng này đã giam giữ, chắc chắn khó thoát lắm. Hơn nữa, đã bị anh bắt lại lần thứ hai. Em nghĩ là nó có cơ hội để báo cho người khác biết rồi. Em có vẻ xót xa cho tụi nó quá chứ. Chẳng phải trước kia em đã từng nói với anh, em không ưa gì tụi nó, phải không? Em chỉ thấy tội cho mẹ Dũng. Dù sao á, thì bà ta đã già cả rồi. Mình làm như vậy thì độc ác lắm. Còn hai người kia thì em mặc kệ. Cái gì mà độc ác? Có sống trong tổ chức này mới thấy được sự nham hiểm và độc ác của bọn chúng. Chắc chắn là ở nhà kho. Dạ chào ông chủ. Tụi nó có tìm cách trốn thoát không? Làm sao mà thoát được hả ông chủ? Bên trong á, có người canh giữ. Cứ 5 phút á, là có tụi em vô kiểm tra, làm sao mà thoát được. Thốt. Quýnh tao rồi. Nóng. Nhiều chuyện. Nhiều chuyện hả? Mày nhiều chuyện hả? Chống cự hả mày? Mày cũng còn sức dữ lắm. Để coi tao đánh má của mày, mày sẽ như thế nào. Mày có giỏi mày quýnh tao ra. Được. Mày quýnh tao ra. Tới lượt của mày bây giờ đó. Cây. Sao? Mày giỡn? Mày giỡn mày quýnh tao nè. Quýnh mày, quýnh mày, quýnh mày hả? Được chưa? Tôi xin lòng.
Hai cho má tôi. Má tôi không có tội tình gì hết chứ. Con muốn làm gì tôi không làm. Mày có nhớ lần trước tao tha cho mày chưa? Lần này không có chuyện đó nữa đâu. Tiếp tục tắm cho bà ta. Khi nào cảm thấy thích thì cứ việc đánh. Ta muốn cho bà và thằng con bà nếm một cái mùi là sống cũng không được mà chết cũng không xong. Ông, của tôi, của tôi nè. Của tôi nè, của ba tôi. Quẹo phải đây nè. Dạ. Nước nào chị? Quẹo qua đây đi. Dạ. Ngã tư rồi mình đi hướng nào nữa chị ơi? Quẹo qua hướng này luôn đi. Dạ. Đến giờ rồi, mình đi lấy cơm đi. Cái gì? Sao mày không đi lấy, mày sai tao? Giờ tao hỏi mày có đi không? Tao nói cho mày biết nha, ở lại canh đi, có chuyện gì là ông chủ cắt cổ cả đám đó. Tao biết rồi, mày nói nhiều quá. Mày làm cái nào đi? Dạ. Còn con gánh đó. Cái nóng vô tao. Cái nóng vô. Trời ơi, miệt điên hả? Tôi kêu mày đứng gần làm gì nó chạy hết trơn kìa. Trời ơi, chỉ theo, để lên. Anh em ơi, nó chạy kìa. Nói. Nhanh lên. Từ từ mày. Nhanh lên Dũng. Nhanh lên kêu tao tổng mát. Nhanh lên Dũng. Má. Chân ra. Em làm anh thất vọng quá. Em xin lỗi. Anh quá thất vọng về em. Từ trước tới giờ, anh chỉ tin tưởng mỗi một mình em thôi.
Nhưng không ngờ em quay lại đá anh một cái. Em xin lỗi anh, em chưa làm điều gì có lỗi với anh hết á. Nhưng em xin anh, coi như lần này em xin anh đi, anh hãy tha cho bà ta được không? Anh sẽ tha cho bà, nhưng hai thằng nó thì phải chết. Anh à, xem như lần này em nợ anh, anh tha luôn cho hai người bạn em được không? Em biết câu trả lời rồi mà. Em xin anh đó, họ bị bắt lần này xem như là không còn con đường để sống sót. Em xin anh tha cho họ một lần duy nhất, một lần duy nhất thì thôi. Anh quá thất vọng vậy nè. Sao vậy Lan? Trước kia em đã từng nói em không ưa gì hai thằng nó mà, còn yêu cầu anh khử hai thằng nó mà. Thì ra thì ra em nói láo. Không có, em không có nói láo anh. Em không còn yêu hắn ta, nhưng mà em cần phải trả nợ cho họ ân tình. Em nợ họ rất nhiều. Xem như lần này em trả hết tất cả cho họ vì trước đây họ từng giúp em. Xem như là anh giúp em lần này đi. Xem như là em nợ anh lần này. Cảm ơn Lan. Không có gì đâu, Dũng đưa bác về đi. Vì anh mà em phải chịu khổ nhục như vậy. Còn anh nữa, anh cũng mau đi đi. Nếu mà lần sau thằng Sáng còn gặp anh một lần nữa thì chắc là anh không toàn thay đâu. Lan, cho tới khi nào thì hai đứa mình mới gặp nhau không phải trốn tránh như vậy? Em nghĩ là phải không còn xa lắm đâu. Em sẽ làm được mà, anh tin em đi. Mọi người mau đi đi, đi nhanh đi, nhanh. Dũng. Má. Em xin lỗi anh. Em đừng nói với anh bất cứ một điều gì nữa. Những gì em nói không bao giờ che đậy được sự giả dối của em đã từng dành cho anh đâu. Em cũng biết một điều, nếu người đó không phải là em thì kết cục như thế nào rồi. Dạ em hiểu chứ. Chính như vậy em biết ơn anh nhiều lắm. Từ trước tới giờ em không phải là một người lừa dối anh. Em rất là căm thù hắn, nhưng không hiểu tại sao em buộc mình phải giải cứu cho họ trong lúc này. Rõ ràng một điều, em không thể nào làm ngơ khi thấy nó gặp nguy hiểm, đúng không? Em không biết giải thích cho anh như thế nào hết á. Anh hỏi em một điều, nếu như một ngày nào đó anh cũng gặp nguy hiểm với thằng Trung, em có làm như vậy để cứu anh hay không? Em sẽ sẵn sàng chết thay anh.
Em đừng bắt anh phải khó xử thêm một lần nào nữa. Nha Lan. Dạ, em hiểu mà. Má. Cái gì con? Má uống miếng thuốc đi. Cho nó đỡ đau. Nè. Con uống. Có sao ma? Không sao ma, không sao. Má nghĩ hoài. Không hiểu tại sao họ lại bắt má để làm gì chứ. Con có lỗi gì với họ không? Con xin lỗi má. Dũng, là chuyện gì? Con mau nói cho má nghe coi. Nói chung là má biết người bắt chúng ta là ông trùm khét tiếng. Vậy con có gì, có tội gì với họ? Vì con với Trung cứu Lan, mà Lan là bạn học của con, mà Lan lại nằm trong đường dây đó nên con mới... Đúng là con thì làm việc gì chính nghĩa. Nhưng con đã như vậy rồi, má nghĩ chắc họ không có buông tha cho hai má con mình đâu Dũng mà. Thôi, má yên tâm đi. Trung, Con xin lỗi bác. Ta xin lỗi mày. Tất cả là lỗi tại con hết. Trung à, con không có lỗi gì hết. Con hiểu. Cũng tại vì con mà làm liên lụy tới bác phải như vậy. Nếu các con làm mọi điều tốt thì bác đây cũng sẵn lòng. Nhưng bác lo lắm. Bác lo là lo tụi con không có đủ sức để mà chống chọi lại bọn họ đâu con à. Thôi, má vô trong nghỉ đi má. Vô trong nghỉ đi, đừng có lo gì nữa hết á. Hết rồi, qua hết rồi. Dạ, đi. Bác nghỉ ngơi cho lấy lại sức nha bác. Con ở chơi nha. Dạ. Ok má. Mày đợi tao xíu. Ừ. Ôi da, trời ơi, ôi da. Ê mày, rồi con Lan nó có nói gì cái vụ của mình không? Chừng chưa nói gì hết. Lan. Ủa, anh tới khi nào sao không báo cho em biết trước? Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ thôi. Có chuyện gì hả? Anh tới đây muốn nói với em một chuyện. Chuyện gì hả? Anh thắc mắc một điều. Thời gian gần đây, hàng trong nước của mình và hàng du lịch có vẻ bị giảm sút rồi nha. Em cũng có chú ý đến chuyện đó. Và em cũng đang tìm mọi cách để khắc phục. Chuyện thứ hai, anh muốn nói với em là... Chuyện gì anh? Chuyện của em và thằng Trung. Bắt đầu từ bây giờ, em không được qua lại gì với nó hết. Và không được gặp mặt nó. Em có biết chưa? Em đã xin anh một ân huệ. Thì xem như em đã trả nợ xong cho hắn. Như vậy thì anh yên tâm rồi chứ. Anh nói thật, anh không cần biết quá khứ của em như thế nào, nhưng em đã là người của anh, thì nhất định không có thằng nào được đụng vào. Em có biết chưa? Dạ, em biết chứ. Em có điện thoại.
Alo, hiện tại bây giờ em không có tiền nghe điện thoại. Vậy nha. Ai gọi cho em vậy? Người ta lột số. Sao em xài nhiều điện thoại quá vậy? Cái này là trước kia anh chỉ em vậy mà. Anh quên. Thật ra em nên dùng nhiều sim điện thoại để sử dụng cho những người thích hợp. Nhớ, sim rác phải hay nhiều nghe chưa? Như vậy, mình mới qua mặt được bọn cớm phải không anh? Anh nhắc lại một lần nữa. Anh không có muốn chuyện giữa em và thằng Trung tái diễn nữa. Nếu như em và nó có gì giấu giếm anh, thì đừng trách anh nha. Em rất quý mạng sống của mình. Không lý nào em đã đem mạng sống mình ra đùa giỡn nữa đâu. Hy vọng là vậy. Alo. Được rồi, chị tới liền. Cậu bay, tao dặn cậu bay biết bao nhiêu lần rồi. Hả? Tại sao? Còn mày, mày cứng đầu với tao từ bữa giờ đúng không? Cứng đầu hả mày? Còn mày nữa, ở đây, nhử mặt lên đây. Tao dặn là biết bao nhiêu lần rồi, hả? Còn mày, mày nữa, tao cảnh cáo tụi bay nha. Đây là lần cuối nha. Tao dẫn khách tới là tụi bay phải đi. Tụi bay không có quyền từ chối mà không có quyền lựa chọn nha. Coi chừng tao nghe chưa? Như thế nào? Nói chị dừng lại mà. Chị dừng lại. Làm gì nè? Em nói gì nói đi nè. Làm gì nói đi nè. Chết em mà. Bái ra. Đau quá. Mau ra lệnh thả nha. Tôi đến đây tôi nghe lời chị mà. Bây giờ mà em còn đòi điều kiện với chị à? Nhưng mà thôi, để tình chị em á, chị cũng chấp nhận điều kiện của em. Nhưng mà nè, điều kiện á, trong khả năng của chị cho phép thôi nhé. Nói đi. Tôi sẽ nghe tất cả mọi yêu cầu của chị. Với điều kiện chị hãy thả những cô gái này ra. Ngày xưa mình tìm mọi cách để cứu cuộc đời của người khác, còn bây giờ mình lại gieo rắc tang thương xuống đầu người khác. Chị ơi, em xin chị, chị tha cho tụi em đi chị ơi. Chị tha cho em đi chị. Mấy con này á, em nói thiệt cái chị á, tụi nó là những cái thành phần cứng đầu nhất. Em bực bội chứ. Mày nói cái gì? Tao nói cho mày biết, từ ngày sắp tới, nếu không có lệnh của tao, bất cứ đứa nào cũng không được tra tấn tụi nó. Hiểu chưa? Trời ơi! Em lấy làm lạ trước hành động của chị quá. Càng ngày á, chị thấy càng kinh tởm trước những màn tra tấn kiểu đó. Chị khác xưa nhiều quá. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh Tàu Sáng không hài lòng đâu. Chị chỉ tạm thời tha cho tụi nó thôi. Mà chị nghĩ á, em cũng đừng có quá lo xa như vậy. Những chuyện gì không liên quan tới em cũng đừng có bận tâm. Và chị thừa biết làm gì để cho anh Tào Sáng không nghi ngờ mình. Dạ. Những giấc mơ lương thiện về một tình yêu đẹp luôn là nỗi khát khao trong con người tôi. Tình yêu của mình và Trung trong quá khứ đẹp tựa một bài thơ. Nhưng bây giờ
bài thơ đó nó đã bị hiện thực xé nát. Đã sắp tới lúc ông phải trả giá rồi Tào Sáng à.